Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Vũ Quang vừa tổ chức thi đấu môn điền kinh. Đây là môn thi đấu thứ 5 trong tổng số 10 môn thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao huyện Vũ Quang lần thứ 5 năm 2022. Tham gia giải có 42 vận động viên đến từ khối cơ quan đơn vị và các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung gồm chạy cự ly 100m nam nữ, chạy 400m nam nữ và chạy 1500m nam nữ. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng các vận động viên đã tích cực thi đấu hết mình với tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, trung thực, góp phần vào thành công chung của giải. Kết thúc giải, ban tổ chức cũng đã trao giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên của các đơn vị có thành tích tốt nhất tại giải đấu. Thông qua giải đấu nhằm tạo sân chơi lành mạnh, giúp các vận động viên được giao lưu học hỏi, nâng cao sức khỏe, ban tổ chức cũng sẽ lựa chọn những vận động viên xuất sắc nhất tiếp tục tập luyện để tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh trong thời gian tới.